nhau, viện nướng, viện nghiên cứu ứng dụng thập chỉ liên tâm. Báo Nguyệt tới đi. Anh em chúng tôi hôm nay chào đón thầy và các huấn luyện viên của thầy từ các nước châu Âu đến đây để giúp cho thập chỉ liên tâm bắt xếp những phần học đó để truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái bài học quý báu để chữa bệnh cho tất cả bà con cộng đồng. Hôm nay toàn bộ ở đây là anh em trong ban điều hành của cái thập chỉ liên tâm bắt xếp và phụ nhân. Không có gì hơn, chỉ có một chén đường nhạc của anh chị em chúng tôi để góp ra. Kính mời thầy, bác sĩ, hiệu trưởng và mời tất cả các anh chị em huấn luyện viên ở các nước châu Âu, kể cả Mỹ đến đây và chúng ta có một bữa tiệc vui vẻ, không sai, không về. Chúc cho thầy khi sau khi học hoàn thành ở đây là đi các nước khác ở trong khu vực châu Âu này để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất, một nhiệm vụ cao cả, rất là tốt cho bà con cộng đồng, nhất là những người Việt Nam ở xa quê hương. Rồi xin chân thành quốc gia. Vì là người lớn người nhỏ nhưng mà thôi. Ở đây nè, anh Ba Trung là ở Munich, rồi đây là Vinh là cũng ở Munich và chúng tôi rồi. Đây chúng tôi là người là chỉ huy và đội tập chỉ liên tâm ở Munich. Còn đây là anh Ninh ở California, bên Mỹ. Còn đây là anh Minh ở Slovakia. Rồi. Còn anh Thái ở Paris, Pháp. Rồi em nữ cũng là ở Slovakia. Rồi xin cảm ơn mọi người đã tiếp đón. Và bây giờ là tiếp theo đang mở góc đi. Tại sao không có? Nhưng mà có cái thầy của thầy liên tâm đang. Nhưng mà lúc nãy thầy đến khi đến hậu trường thầy khen câu là rất là đẹp, mọi người đây học tập. Thì chính bản thân tôi có một suy nghĩ này, thật sự ra anh Minh chính là người đưa thập chỉ liên tâm về đặt đô bỉ. Minh Thư đưa về, nhưng mà đưa về đúng nơi, đưa về đúng ngay chỗ nhà là Minh Hoa. Xin chân thành cảm ơn anh Minh Thư mà người đã đem đặt đúng nơi đúng chỗ là để cho Minh Hoa, và tôi chỉ là người tiếp nối gạch nối lại cho cái thập chỉ liên tâm thôi. Và hôm nay một chén rượu này trước cái sự chứng kiến của bác sĩ Châu, tôi xin chân thành cảm ơn anh, cảm ơn anh hai Minh luôn. Rồi xin mời. Rồi chúng ta hô tiếng nha. Vâng. 1, 2, 3. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.